Quý vị thân mến, Sở Cảnh sát thành phố Garden Grove khuyến cáo về tình trạng lừa đảo khi xin trợ cấp thất nghiệp. Thông cáo báo chí mới nhất của Sở Cảnh sát Garden Grove cho biết, dạo gần đây, những kẻ lừa đảo nhắm vào những người có nhu cầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp Unemployment Benefits và lấy cắp thông tin cá nhân của họ để làm chuyện bất hợp pháp. Nạn nhân sẽ có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân Identity Theft, có thể dẫn đến những sự thiệt hại cho họ. Các quý vị xin ghi nhớ rằng những kẻ lừa đảo thường không rõ ràng khi giải thích quá trình nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp và phạm vi phục vụ của họ đòi hỏi gì. Một số trường hợp những kẻ lừa đảo đề nghị giúp các cá nhân nộp luôn hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp. Những kẻ lừa đảo thường lấy thông tin cá nhân, bao gồm số an sinh xã hội và một số bằng lái xe, thông tin thẻ tín dụng, credit card hoặc yêu cầu quý vị trả lệ phí để kiểm tra xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp hay không. Thưa quý vị, xin lưu ý rằng chính phủ sẽ không yêu cầu quý vị trả lệ phí để nhận hoặc nộp đơn hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp. Những kẻ lừa đảo có thể gọi điện thoại hay gửi thư từ yêu cầu tới tận nhà hoặc qua trang mạng xã hội cho các nạn nhân. Kính thưa quý vị, nếu quý vị đã là nạn nhân của các vụ lừa đảo, xin liên lạc Sở Cảnh sát địa phương của quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng gọi tới Sở Cảnh sát Garden Grove qua số 714-741-5763 để gặp Alison Lê. Kính thưa quý vị.